Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại mình và lại là mình của Grab. Thì trong cái video lần này mình sẽ tiếp tục về cái series Bệnh viện Mai nha. Hiện tại thì mình cũng đang ở tầng 2 của phòng này và lúc trước thì mình cũng đã nói với các bạn là mình đã kiểu khám phá hết rồi. Wow, cái máu này đào kìa. Và mình cũng đã khám phá rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series này tiếp nha. Ok, và bây giờ thì hiện tại mình đang đi xuống tầng 3 đấy nhá. Và bây giờ mình sẽ khám phá ở căn phòng này đầu tiên. Không mở được. Còn đây là như kiểu phòng tra tấn. Không vậy. Bảo vệ hơn. Mình biết là chúng ta sẽ khám phá chứ. Thì ở đây có thác nước kìa. Hay quá. Trong này có thác nước. Toàn là thuốc bệnh viện. Không thể. Mình thấy nhiều thuốc bệnh viện lắm rồi. Đây là một cái bình gạt ở kia. Ok, đi theo tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục ra vào cái phòng này đi. Phòng này. Phòng dưới. Nó bảo là cửa AC đã mở rồi. Đấy, nhưng mình nghĩ là cũng sắp thoát ra được rồi đấy. Đó, xong rồi. Máu. Ai mà thèm. Lấy máu làm gì vậy? Mình sẽ lấy một vài cục máu nhá. Đây. Tôi lấy một vài cục máu. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi sang cái phòng này đi. Chúng ta hãy cùng tiếp tục đi đến phòng này nhá. Đây. 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 Lại là mấy con ma dân là hết hồn. Chơi cái trò này đôi khi cứ hù mình hết cả hồn luôn các bạn. Chả hiểu cái gì. Nhà này nó được khác nhau. Cái dưới rung 3 cây hình như là cái khóa để nó mở 3 phòng các bạn. Ok, thì phòng này cũng có cả một cái thắt nước nữa này. Không hiểu sao cho thắt nước chọn đây nhá. Ok, thì bây giờ tiếp theo là mình sẽ mở tiếp là cái cửa này nhá. Ở dưới này là như nó có dưới. Hết hồn. Chẳng hiểu cái gì đó, mình sẽ mở cửa này và đi tiếp nhé. Không được rồi. Cái gì ấy, mất hết của mình rồi. Cái bọn này. Đứng chung. Đập chết giờ. Để dưới cái đầu bình luôn mình bỏ. Dùng nến vun 3 cây. Nó không mở được luôn các bạn ạ. Mình hết sạch cả chìa khóa rồi. Và cái này nó cũng không mở được luôn. Mình sẽ phá cửa. À, đây luôn. À, có cách gì mình phải phá cửa. Nên là sẽ mở cửa lại. Chúng ta sắp phá rồi. À. Y như cái khối điện đá bị mất rồi. Đó, sống mãi vẫn chưa xong. Ok. Vậy là mình đã phá được và không cần đến nào. Đấy rồi. Và có vẻ như mình đã thoát ra được cái bệnh viện ma rồi. Mình cũng chưa biết là đã thoát được chưa. Mình vẫn có linh cảm là thoát rồi. Thế bếp theo chúng ta xin nhận đây các bạn nhé. Mình sẽ không có gì hết. Đây là chắc chắn nó sẽ không có gì hết. Mình cứ phải phá đi. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhảy nhá. Oh shit, cái gì ấy? Vậy là có vẻ như các bạn ơi. Vậy là đã hoàn thành rồi. Vậy là chúng ta đã vượt qua hết tất cả các phần của cái bệnh viện ma này rồi. Và chúng ta đã hoàn thành được thử thách bệnh viện ma. Và dù sao cũng cảm ơn các bạn vì đã xem
cái phần 2 của video này của mình. Và khi xem, sau khi xem xong, trước khi kết thúc video thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nhé. Ok, bây giờ chúng ta phải kết thúc video rồi. Trước khi mình mặc thằng ngáo bổ mẹ phá luôn à, hả? Thằng ngáo ăn một thèm nhìn. Ok, bye bye các bạn nhá.